ức chế sắc tố melanin bên trong da của chúng ta. Và điều này nó giúp điều chỉnh cái màu da và nó đạt được cái kết quả sớm hơn. Chúng ta không thể tập trung quá nhiều vào cái việc mà chúng ta làm sáng da mà quên đi cái việc là ức chế cái sắc tố melanin, cái nơi mà tận gốc của vấn đề nám sạm. Khi mà chúng ta ức chế cái sắc tố này thì chúng ta mới thực sự bắt đầu điều chỉnh và cải thiện cái tình trạng nám của chúng ta. Các cái sản phẩm kem ức chế tái tạo sắc tố melanin có thể được sử dụng tại nhà. Ở nhà chúng ta cũng có thể sử dụng những cái thành phần, những cái dạng kem có những cái hoạt chất sau đây: Tranexamic acid, niacinamide, hyaluronic acid thì và BHA. Đây cũng là một trong những cái thành phần trong các cái sản phẩm ức chế sắc tố nám. Thì nó có thể xuất hiện ở những cái thương hiệu khác nhau như là gì, Hatamia, Melasma, vân vân. Thì đây là một cái combo sản phẩm để giúp cho ức chế sắc tố melanin. Tùy thuộc vào cái tình trạng da cụ thể của bạn, bạn có thể cần sử dụng những cái sản phẩm kem ức chế tạo sắc tố phù hợp nhất. Và ở đây chúng ta cần phải sử dụng những cái sản phẩm vệ sinh da sạch sẽ và tẩy da chết để giúp cho kem nó thẩm thấu một cách dễ dàng hơn. Nếu như mà không có cái bước tẩy da chết này thì hiệu quả của việc thẩm thấu kem nó sẽ bị ảnh hưởng và nó giảm đi và nó chậm rất là lâu. Trong cái quá trình điều trị nám, chúng ta cần phải kết hợp với việc là chúng ta bôi kem và uống những cái sản phẩm chứa những cái thành phần giúp cho ức chế và tái tạo cái sắc tố melanin. Ngoài việc là ức chế tạo ra sắc tố thì cái việc mà loại bỏ cái lớp da chết trên bề mặt da nó cũng rất là quan trọng. Thì những cái sản phẩm điều trị sẽ thẩm thấu tốt hơn khi mà chúng ta áp dụng trên da sau khi cái lớp da chết này đã được loại bỏ. Hãy nhớ rằng sử dụng cân nhắc và cẩn thận giữa cái việc là ức chế tạo sắc tố và loại bỏ lớp da chết. Khi chúng ta đã có một cái sản phẩm kem thì chúng ta cũng phải cần lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu da của chúng ta. Và nó có rất là nhiều thành phần thảo dược khác thì có thể nó sẽ kết hợp để tạo ra và để làm cho cái sản phẩm chúng ta hiệu quả hơn. Nhưng cần cũng phải nhớ kỹ là chúng ta cần phải gì ạ? Sử dụng hợp lý để đảm bảo hiệu quả nhất trên da của chúng ta. Và sự kết hợp giữa kem và uống những cái loại thực phẩm chức năng nó thúc đẩy trong cái hiệu quả chúng ta điều trị nhanh hơn. Nếu như chúng ta kết hợp các cái sản phẩm chứa những cái hoạt chất chống oxy hóa và giúp đem lại cho da chúng ta hiệu quả hơn và làn da chúng ta được khỏe mạnh hơn, trắng da sáng hơn, như là glutathione, vitamin E và collagen, L-citin và vitamin C, thì những cái hoạt chất này nó giúp cho chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Cái việc mà chọn những cái sản phẩm phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng người. Tuy nhiên phải nhớ rằng là nguyên tắc thứ ba cũng là điều trị nám và ức chế nám. Thì khi mà chúng ta kết hợp giữa bôi và uống thì ức chế nó sẽ tạo ra cái sắc tố melanin sẽ hoạt động và nó đem lại cái hiệu quả cao trong cái việc điều trị. Và trong một cái số trường hợp mà đặc biệt liên quan đến cái nội tiết tố thì việc điều hòa nội tiết tố nó cần phải cải thiện trong cái vấn đề điều trị nám. Nếu như nám của chúng ta nó do nội tiết tố thì chúng ta phải cần bổ sung những cái dưỡng chất và những cái hoạt chất sau đây để giúp cho chúng ta cải thiện cái tình trạng nội tiết tố. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ bổ sung nội tiết tố là bổ sung nội tiết tố nữ và chiết xuất là gì, xanh tố nữ, sữa ông chúa, những cái chiết xuất đương quy và chiết xuất củ mài đắng. Thì những cái loại này nó sẽ giúp cho chúng ta điều hòa và ổn định nội tiết tố và nó cải thiện tình trạng nám của chúng ta hiệu quả hơn. Tuy nhiên không phải là chúng ta đều cần phải áp dụng những cái phương pháp điều trị ở trên, chỉ trong một số trường hợp liên quan đến nội tiết tố thì mới cần thiết. Và hãy nhớ rằng cái quá trình điều trị nám nó là một cái quá trình phức tạp và cần có sự tư vấn cụ thể khi mà mình áp dụng bất kỳ một cái sản phẩm hay là một cái phương pháp nào trong cái phương pháp mà chúng ta điều trị nám.